Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Quân. Mua hàng thì liên hệ thông tin trên đây ha. Mọi người liên hệ em qua số điện thoại 0348 30 843. Rồi khách hàng mới bên em thì nhận chuyển khoản rồi mới gửi hàng ha. Rồi khách đã mua quen rồi thì mình ship code nha. Thì đặt hàng thì em sẽ ship code hoặc là chốt hàng rồi chuyển khoản cũng được. Đối với khách quen, khách mới thì vui lòng chuyển khoản giúp em. Rồi em sẽ gửi hàng. Rồi bên em gửi theo bên Viettel ha. Viettel Post nó sẽ phát đến tận nhà cho các bác ha. Phí ship rất là rẻ, không có cao. Rồi chưa đăng ký thì bấm vô đăng ký kênh để theo dõi mấy video mới. Và cái video hôm nay là mã 242 mọi người ha. Người mua hàng thì xem cái mã video giùm em, cho nó đừng có lộn với mấy cái video trước ha. Rồi làm về cái cọng dây điện cắt máy của Nhật nè. Dây đúng zin cắt máy ha. Dây này dài 4,5 m nha mọi người. Nó vô máy là 5 m đó, nhưng mà cắt ra thì nó sẽ còn 4,5 m hơn ha. Đây, dây zin nó sẽ như vậy. Chân nó là 3 chân ha. Nó sẽ có cái chân đây. Chân này nó hụt ra hụt vô được nha mọi người. Chân mát ha. Chân tiếp đất á. Rồi dây nó tải nguồn là 12A ha, điện 125V. Chân dẹt ha, chân Nhật. Hiệu Hataya của Nhật. Đây, dây Nhật nha. Nó rất là chịu dẻo nha mọi người, nó dẻo. Nè. Không có bị gãy, không có bị gì hết, rất là dẻo. Lõi đồng rất là xịn. Rồi cọng dây tháo máy Nhật này có mã số 1 ha, 200.000 một cọng, 4,5 m nha mọi người. Rồi tiếp theo là cái cảo của Nhật. Cái cảo này gọi là cảo dây cáp ha, bởi vì nó dùng dây cáp để cảo. Cảo dây xích thì mình kêu là cảo xích ha, dùng dây xích này dây cáp, nhưng mà cái chức năng nó thì vẫn vậy ha. Cảo đồ tròn á, lấy cái đồ tròn tròn mọi người bắt vô ha, bắt vô tròn như nè, rồi xiết. Đây, mọi người bắt nó vô vậy ha. Bắt vô vậy nha mọi người. Rồi cái mình lòn qua vậy nữa ha. Như cái lồng chó vậy đó. Rồi ví dụ như nguyên cái lọc nhớt như vậy ha. Là mình có thể mở được ha. Lọc nhớt xe ô tô, xe mô tô này kia. Như cáp, bấm cáp đầu, rất là xịn. Cái này dài cỡ 2 ly nha mọi người, cấp 2 ly ha, rất là chắc. Nó mở được cái vòng rất là to luôn nha mọi người. Cỡ này nữa ha, cỡ trên 20 nha, 25 luôn. Rồi mã số 2 ha, 250 nè. Rồi tiếp theo là cây hước của Nhật, Yamazo, thước Yamazo đây, hiểu nó nè, 300 mm ha. Thước này nó có độ dày 1 ly, thước bằng thép không rỉ của Nhật, độ dày 1 ly, chiều dài là 30 cm, có hai mặt số ha, hai mặt kẻ vạch cho mình dễ sử dụng. Rồi 100.000 ha, mã số 3. À, tiếp theo là có cái ống đồng nè mọi người. Ống đồng trước hết. Ống đồng này là nó xài cái ren nhỏ nha, ren cho cái vòi xịt gió mình á. Này đang 10 mọi người.
Rồi 10 răng bước chuyển một ly á. Gắn vô mấy cái đầu xịt gió, và xịt gió này kia. Ha. Và gió của Kuita nè ha. Mình xài cái đầu này. Rồi mọi người muốn cắt ngắn hay dài để dài tùy ý ha, mình sử dụng. Chiều dài cái ống này nó tới 50 cm nha mọi người. Nè. Hoa hồ cắt ha. Bằng đồng nguyên chất ha. Rất là bền. Đầu đây bằng đồng luôn. Đó, cắt ngắn hay là uốn cong gì cũng được. Nó rất là không có cứng luôn, nó mềm. Không uốn cong được, hoặc để thẳng cũng được. Rồi em bán một cặp nè. Mã số 4. 150.000đ. Đây, lỗ nó chừng 6 ly ha. Cái vòi nè. Rồi tiếp theo là cái ổ khóa của Nhật. Ổ khóa số nha. Này ổ khóa số mới chưa sử dụng nha. Chưa sử dụng là nó sẽ còn cái mã số của cái ổ khóa nha nè. 392 ha. Đó, mỗi ổ sẽ số khác nhau. À, 3. Ừ, khóa này nó sẽ cho mình dẫn một chiều thôi nhưng mà chiều mà dẫn được mình dẫn. Đây, 2. 92 là mình sẽ mở ra được. Đó. Khóa này dặn được một chiều thôi nha. Đây, dặn ngược là không được nè. Trả dây cong là một chiều. Đây, kích thước nó là 5 ly ha. Cổng khóa này 5 ly nè. Chiều rộng là 12.9. Mũ bì và đây là 22 ha. Rồi, độ cao của khóa là 53. Nó bằng kim loại không à, giống như bằng nhôm. Rồi mã số 5, ổ khóa 250.000đ, mới chưa sử dụng, ổ khóa số của Nhật. Rồi tiếp theo là cây bấm cốt, bấm cốt đa năng. Đây vì sao đa năng, tại vì nó có 5-6 tính năng trong đây ha. Máy tiền Nhật Bản ha, của Campit, Kimbit nè. Rồi đây tính năng nó nè, đây là cái kìm bấm dẹp ha, hai đầu nó bằng phẳng chỗ này nè, bấm. Rồi đây là chuốt dây điện nè, chuốt điện 0.75 đến 5.5 mm. Rồi bấm cốt nè, cốt 1.25 đến 3.5 5.5. Rồi cắt ti ren ha. Cắt được ti con ốc luôn. Cái con bu lon đó có ren á, đút vô cắt nha. Kích cỡ nó có để luôn mà. Rồi trên đây cũng là bấm cốt luôn. Là nó bấm được hai loại cốt ha. Rồi trên đây là đầu cắt dây điện. Có lưỡi cắt nè. Cắt dây điện, cắt dây nhôm cũng được. Cái bên này, ha. Đây cái kim này mã số 6 ha, 200.000. Kích thước là 22 cm. Thép khá là dày nha, nó khoảng 3 ly à. Sàn nó bệt, có tay này bấm nó là êm. Rồi tiếp theo một cây hước kẹp nha mọi người. Cái kẹp này siêu mini của Shinhwa.
Tsinghua 100ml ha, made in Japan nè. Tsinghua 100ml. Ớ kẹp dạng nhỏ nha mọi người, dạng này nó dạng nó kiểu để kẹp đồ, mấy đồ khoang này kia đồ chơi. Chứ không phải là kẹp, nó hẳn là không phải kẹp gia công cơ khí ha. Vì cái độ chính xác nó không có được cao như những cái hước, những cái hước mà cơ khí chính xác ha. Cái này mình kẹp phù hợp với kẹp mấy cái đo mấy cái đồ tròn, đồ ví dụ ngọc trai này kia ha. Đó mũi khoan cũng xài cũng được, mũi khoan nếu mình xài mũi khoan này khoan kia xài trong gia đình, chứ còn xài chuyên nghiệp xài cơ khí chính xác là cái phải cái hước kẹp bự kia ha, bự dài. Còn loại này thì cũng là hàng Nhật, thép không rỉ luôn à, của Tsinghua Japan sản xuất ha. Dạng bỏ túi mini nhỏ xíu à. Rồi thước kẹp này mã 7 nha, 200.000 thôi. Rồi tiếp theo một cây Clay Danan siêu mini nhỏ xíu Japan nha, thương hiệu top ha, 150ml. Đây, cái răng nó còn rất là ok luôn, không có bị mòn gì hết, răng còn rất đẹp nha mọi người, răng còn rất đẹp nha. Đó. Rất đẹp luôn. Loại này siêu mini nha, xài mấy đồ nhỏ thôi. Đây, kích thước nhỏ xíu 15cm. Cái này nó kẹp độ nhỏ nhất là 5.7, rồi lớn nhất độ 17 ha. Đấy, mở ống, mở ốc bù lon, trong nó đa năng quặn nhanh, mở ống nước hoặc là con tán ra bù lon nữa. Mở 8 ha, 150 ngàn, thương hiệu của top nha, top Japan. Rồi số 9 thì kéo các cành của Nhật. Đây lưỡi còn đẹp, lưỡi nguyên viên nè, đẹp, không có mài mòn gì hết. Nó lưỡi đó, rượu rơ thì gần như không có, rượu rơ cho phép tức là chung đã xài rồi thì nó cũng phải có rượu rơ nhất định. Rồi cái kéo này xài 20 nha, là ngoại hình còn đẹp ok, lưỡi đẹp. Mã 9 ha, 250 ngàn thôi, giá quá rẻ. Số 10 là cái kìm kìm mỏ của mỏ quạ, kìm mỏ quạ của Mỹ, size 10 inch ha, đang để 10 là 10 là 10 inch, made in USA, made in USA nè ha.
đây, còn răng nó còn rất là ok nha. Đây, răng còn rất là ok. Đẹp. Của Mỹ thép rất là tốt nha, rất là cứng luôn. Xài rất là bền. Rồi mã số 10 ha, 500.000. Tìm mẫu ạ. Kích thước này là 24 cm nha. Món quà bấm rất là đa năng. Ống nước, bù lon dập chết đồ nó kẹp được hết. Đây, kẹp ống nước được luôn. Ống nước kẹp đồ khoảng 61 mọi người. Ống 62, 61, 62 trở xuống. Rồi mở 10 ha, 500.000. Rồi tiếp theo cây chân chuyên chụp hình ha. Cái chân máy chụp hình nè. Chuyên để chụp hình. Made in Japan nè. Hiệu Q. Đó. Này. Lúc này để kết nối với cái máy nè. Chân nó là 1/4. 1/4 anh. Rất là thông dụng. Chung là đa số hết luôn, chứ không phải thông dụng nữa. Đa số máy chụp hình là nó xài cái này hết luôn. Từ xưa giờ mà chân 1/4 ha. Còn muốn xài điện thoại mọi người mua cái rá đỡ ha, rá kẹp điện thoại chừng 15-20 ngàn. Còn như cái này rồi mình bắt điện thoại lên được ha. Ở ngoài bán rất là nhiều, ngoài đường hoặc là cửa hàng đều có ha. Đơn giản vậy. Rồi chân này là full bằng nhôm nha mọi người. Nó bằng nhôm nguyên đúc nhôm CNC nguyên cây ha. Này CNC. Tiện ra, tiện ra nguyên cây nhôm. Chân này kéo dài ra được 1,5 m ha. Đây, kéo dài ngà nới này ra. Rồi chân này kéo dài được 1,5 m hơn ha, 1,55 m. Đó, chân full nhôm rất là chắc chắn nha, rất cứng luôn. Đè ngang nó mà nó vẫn cứng. Đây là chuyên chụp hình để chống đứng lên về chụp luôn. Đứng dài giờ gác máy vào mình chụp nó đỡ rung cái máy mình ha. Chụp hình mà cần cái hình đẹp chuyên nghiệp á, ta sẽ dùng cái cây này ha. Rồi, chân này là của như nó làm cho hãng Nikon ha. Nè. Hiệu này sản xuất cho cái máy ảnh này ha, Nikon. Có dán tem Nikon nè. Rồi bi trên đây mình có thể ngã nghiêng ha, chụp nghiêng, chụp máy đứng đều được nè. Chỉ có chụp hình thì nó mới cho nghiêng vậy ha. Còn thường cái chân quay phim nó sẽ không có cho nghiêng gì đâu. Vì chụp hình mình mới chụp đứng, quay phim thì không có quay đứng ha. Rồi chân máy này có mã số 11 nha, 700.000. Rồi kết thúc video ở đây mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người.